Nước mía rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà riêng một số người và một số căn bệnh thế này vui lòng không uống nước mía, đó là những người tuổi từ 60 trở lên, 70, 80, 90, 100, 200, 300 tuổi gì đấy. Trẻ nhỏ 5 tuổi trở xuống, 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi là không nên uống nước mía. Người có tiêu hóa kém, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy lạnh, tiểu đường là vui lòng đừng uống nước mía để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Những người không nên uống là 60 tuổi trở lên, trẻ em 5 tuổi trở xuống, tiêu hóa kém, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, lạnh bụng, tiểu đường, vui lòng đừng uống nước mía mà nó xấu đi cho sức khỏe của mình và nó xấu đi cho căn bệnh của mình. Bà con à, bà con hãy chú ý chuyện đó nha bà con. Còn ngoài ra là nó không có những bệnh như trên thì uống nước mía nó tốt cho sức khỏe, nó ngăn ngừa được ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho thận, làm chắc xương, bền răng, tốt cho gan. Nó tốt vì nó có natri, kali, canxi, magie, sắt. Nhưng mà một ngày chúng ta uống không quá 240 ml, khoảng 2 ly nhỏ nhỏ, ép xong là uống, chứ không được để lâu. Để lâu là từ quá 2 giờ tiếng đồng hồ trở lên, nước mía nó sẽ thâm đen và nó nguy hại cho mình. Đó là những người không nên uống nước mía nha bà con. Chú ý những người không nên uống nước mía là 60 tuổi trở lên, trẻ em 5 tuổi trở xuống, tiêu hóa kém, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, lạnh bụng, tiểu đường, vui lòng đừng uống nước mía để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Thân ái chào bà con, chúc bà con ra vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.